Trân trọng chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khán giả đang đến với chương trình biểu diễn nghệ thuật Hát cho chân tôi nghe. Đêm nhạc nhằm tôn vinh những đóng góp của nhạc sĩ Tôn Thất Lập cho nền âm nhạc nước nhà. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Trần Phương Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, Bệnh viện Quân y 175, Đội văn nghệ Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn, các nhạc sĩ của Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương cùng toàn thể quý vị khán giả đã đến tham dự chương trình. Xin được nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị. Và thưa quý vị, và nhân vật chính của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến nhạc sĩ Tôn Thất Lập, đó là nhắc đến những ca khúc gắn liền với chặng đường chiến đấu hăng say của lớp lớp thế hệ thanh niên, sinh viên, học sinh tại Sài Gòn trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe. Với những bài hát tiêu biểu như Người đợi người, Đồng lúa reo, Hát cho dân tôi nghe, Hát trong tù, vân vân. Nhắc tới ông là còn nhắc tới những ca khúc ngợi ca công cuộc xây dựng đất nước như Tình ca tuổi trẻ, Trị An âm vang mùa xuân. Và ngoài ra còn có những ca khúc viết cho tình yêu đôi lứa của tuổi trẻ như ca khúc Mưa thì thầm, Trò chơi, Tình yêu làm mãi mãi. Và có thể thấy dù ở giai đoạn nào thì trái tim của người nhạc sĩ vẫn luôn rung cảm và cống hiến cho đời những tác phẩm tuyệt vời. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Trần Phương Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu đại diện và gửi những lọn hoa tươi thắm gửi tặng đến cho nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đại diện các sở ban ngành của thành phố đã đến tham dự và chia sẻ niềm vui cùng với nhạc sĩ trong đêm nhạc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và đây cũng chính là những tấm lòng tình yêu thương của đông đảo khán giả cả nước dành tặng cho nhạc sĩ Tôn Thất Lập với những cống hiến của ông cho nền nghệ thuật nước nhà. Kính thưa quý vị, và xin mời quý vị một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và xin được kính mời quý vị cùng quay trở lại vị trí vinh dự để tiếp tục theo dõi chương trình. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với người bạn đồng hành cùng với Thanh Phương trong chương trình. Xin mời quý vị. Xin chào quý vị khán giả. Chân dung của một người nghệ sĩ đôi khi không chỉ là một câu chuyện lịch sử, đôi khi không phải là một hồi ức cá nhân, mà đó còn là một tuyển tập của cảm xúc. Giống như trên tay tôi đang là tuyển tập của một người nghệ sĩ mà hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Đây là rất nhiều những ca khúc mà trong đó có thể kể tới những bài hát như là Hoàng hôn phai, rồi Tình sử Hy Lạp hay là Tiếng hát về khuya. Một người nghệ sĩ xuất thân từ gốc Huế, có lẽ chính vì thế mà những sáng tác của ông có rất nhiều những sự rung cảm. Và chính vì thế, hình như ông có một cái gì đó rất riêng của mình trong những sáng tác và thoát ra khỏi những rung cảm đầu đời. Ông rất mong muốn hát cho riêng mình nghe, rồi sau đó lại muốn rẽ sang một hướng khác, đó chính là hát cho đồng bào tôi nghe. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cuộc hành trình đó, hát cho dân tôi nghe. Thank you.
Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào. Hát cho đêm thiên thu lửa cháy trên trại giặc thù. Hát âm u trong đêm muôn cánh tay đang dậy lên. Hát cho anh công nhân xiềng xích như mây tan hoang. Hát cho anh nông dân bỏ cây theo tiếng loa vang. Ngày nào thanh thang dân đứng lên và xiềng nổ lệ. Ngày nào hiên ngang ta cùng nhau đứng chung đồng bào. Dành lại dòng sông này cho lúa chín khắp đồng xanh. Dành lại thành phố đó bàn tay nâng cao hòa bình. Ngày nào lo vang dân sáng thôn không vừa lên đường. Đời không yên vui nên rừng hoang cũng quen người rồi. Còn lại dòng sông này cho máu thắm khắp đồng xanh. Còn lại thành phố đó Việt Nam nâng cao hòa bình. Hát cho sông không sâu, cho tiếng kêu đò thật gần. Hát cho đêm qua lâu, cô lái đưa người vào bờ. Hát sâu trong xa xưa, tiếng hát chừng vương hồn thơm. Hát vang danh Lam Sơn, người cũng cho trăm năm son sự vàng cũng biết mọi thơ. Xin nô lệ ngày nào hiên ngang ta cùng nhau đứng chung đồng bào. Dành lại dòng sông này cho lúa chín khắp đồng xanh. Dành lại thành phố đó bàn tay nâng cao hòa bình. Ngày nào loa vang dân sáng thôn cùng vừa lên đường. Đời không yên vui nên rừng hoang cũng quen người rồi. Còn lại dòng sông này cho máu thắm khắp đồng xanh. Còn lại thành phố đó Việt Nam nâng cao hòa bình. Hát cho sông không sâu, cho tiếng kêu đò thật gần. Hát cho đêm qua lâu, cô lái đưa người vào bờ. Hát sâu trong xa xưa, tiếng hát chừng vương hồn thơm. Hát vang danh Lam Sơn, người cũng như mây lên non. Hát cho trăm năm son, sự vàng cũng biết mùi thơm. Hát cho trăm năm son, sự vàng cũng biết mùi thơm. Ngày nào thanh thang dân đứng lên ta
xiêm nô lệ. Ngày nào miền Nam ta cùng nhau đứng chung đồng bào. Cuối năm 87, do yêu cầu chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công về chính trị, về quân sự của Mậu Thân năm 68, thì cần những cái ca khúc mà mới phù hợp với cái yêu cầu chính trị của cuộc đấu tranh đó. Thành ra là nhiều ca khúc mà đấu tranh xuất hiện. Thí dụ như Người đợi người, anh Tôn Thất Lập. Bài Hát cho dân tôi nghe của anh Tôn Thất Lập. Hay là Hát từ đồng hoang của anh Miên Đức Thắng. Rồi sau này có Tự nguyện của anh Trương Quốc Khánh. Rồi Tin tưởng ca của anh Nguyễn Tuấn Kiệt. Lần lượt ra đời mà những cái ca khúc đó nó góp phần dấy lên cái phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên. Biến giảng đường những cuộc đấu tranh thành những cuộc ra quân của không những là đấu tranh bạo động mà ra quân của những tiếng hát, những sự cổ vũ bằng nghệ thuật nữa. Thì Tôn Thất Lập lại ở vai trò là chim đầu đàn của phong trào hát cho dân tôi nghe. Thì cái đó là lịch sử đã đây rồi, không có phủ định được. Trong lòng của nhạc sĩ Tôn Thất Lập thì rất đầy cái tình yêu quê hương, tình yêu đồng bào và ước muốn cháy bỏng như giống như hàng triệu người Việt Nam khác, đó là đòi hòa bình, độc lập cho dân tộc. Cái bài hát mà tôi nghĩ là nó trở thành một cái vết dầu loang rất thơm trong lòng của thanh niên, sinh viên, học sinh. Không phải thanh niên, sinh viên, học sinh không đâu. Các ba má phong trào, các anh chị lớn nghe cái bài hát này cũng rất xúc động. Và nó trở thành một cái tuyên ngôn luôn. Hát cho đồng bào tôi nghe. Ngày nào thên thang dân đứng lên phát xiềng nô lệ. Người ta mới nói là đúng. Cả ngàn năm rồi dân tộc chúng ta, ông cha chúng ta đã đứng lên phá tung xích xiềng nô lệ. Mà tại sao bây giờ những năm 70 này mà còn mình là nô lệ nữa? Phải đứng lên theo gót ông cha thôi. Thành ra nó phá bỏ trong lòng của nhiều thanh niên, trong đó có tôi, bỏ cái xích xiềng nô lệ đi. Nó thành ra một cái điều tác động vô cùng lớn. Và nó trở thành một cái hướng dẫn về tư tưởng cho thanh niên thời đó. Lúc đó thì rất là nhiều bài hát của sinh viên. Nhưng mà những cái bài hát mà có thể nói là thúc giục nhất và coi như là làm tạo ra cho cái lửa trong sinh viên á, thì có những bài như là Tiếng gọi sinh viên, bài Xuống đường, rồi bài Tự nguyện của nhiều nhạc sĩ, có anh Tôn Thất Lập, anh Trương Quốc Khánh. Khi mà xuống đường hoặc là khi sinh hoạt với nhau, chỉ cần cất tiếng hát lên là tất cả mọi người thấy là chúng ta đã được kết nối gần nhau cùng một cái chí hướng. Thành ra những cái bài hát là một cái chất xúc tác rất là tốt cho phong trào lúc đó.
Trong lửa đỏ ta lớn dậy trong máu xương, anh em ơi cờ đã đến tay rồi, ta vứt lên đời ngay chiến thắng. Vùng lên thanh niên ơi, vùng lên sinh viên ơi, vùng máu vùng dậy đến đông bao, ta kết đoàn và tiên phong tiến tới. Vùng lên thanh niên ơi, vùng lên sinh viên ơi, xương thành nơi cách mạng, rừng căm hơn thành chiến công.
chui rèn trong lửa đỏ, ta lớn dậy trong máu xương. Anh em ơi, cờ đã đến tay rồi, ta vứt lên đời ngay chiến thắng. Vùng lên thanh niên ơi, vùng lên sinh viên ơi, vang phố phường dậy tiếng đồng bào, ta kết đoàn và tiên phong tiến tới. Vùng lên thanh niên ơi, vùng lên sinh viên ơi, dựng máu xương thành lời cách mạng, dựng căm hoàn thành chiến. Dạ, xin chào nhạc sĩ ạ. Thưa nhạc sĩ Tôn Thức Lập, phải nói rằng ngày hôm nay mặc dù là được trò chuyện và đặt câu hỏi cho chú, nhưng mà con xin được phép đầu tiên là gửi đến chú lời cảm ơn rất là chân thành. Là bởi vì thế hệ học sinh sinh viên của tụi con lớn lên, gián tiếp và trực tiếp có tình yêu thương đối với đất nước, có cái trách nhiệm với đất nước là từ những bài hát của các chú. Được hát, được múa, được tham gia vào phong trào, rồi được các bạn bè hưởng ứng những cái bài hát đó, thậm chí là được khóc khi biểu diễn và khi nhìn thấy những đàn em của mình biểu diễn, thì mình biết được rằng là cái tính bi tráng ở trong những cái bài hát đó, cái ngọn lửa đấu tranh trong những bài hát đó, nó đã thấm vào từng thế hệ của học sinh, sinh viên Việt Nam đến mãi sau này như thế nào. Và lời cảm ơn này cho phép cháu được đại diện cho tất cả những cái bạn học sinh sinh viên thế hệ sau này. Cảm ơn các chú đã để lại một cái kho báu rất là lớn của sức trẻ trong cái tình yêu nước, trong những cái bài hát đó, những cái bài hát nằm trong cái phong trào Hát cho dân tôi nghe. Bây giờ nếu mà mường tượng lại cái thời kỳ đó với hình ảnh của một Tôn Thức Lập rất là trẻ trung cùng với cái đàn guitar, chú sẽ kể gì với khán giả của HTV ạ? Xin cảm ơn Tùng đã mở đầu một cái câu chuyện mà giữa thế hệ này thế hệ kia anh em mình gặp nhau. Có lẽ tôi cũng như các nhạc sĩ đi trước, bây giờ rất vui mừng khi thấy thế hệ của Tùng và ngày mai tương lai của đất nước đang tiếp nối những cái truyền thống của dân tộc mình, và đó nó thể hiện qua thanh niên và phong trào Hát cho rồi tôi đi nghe, thì rất vui mừng là sẽ được nó có thể phát triển cách khác ở trong cái thế giới tương lai. Chúng tôi cũng giống như các bạn bây giờ xuất phát từ trái tim yêu nước hả, và mình muốn giành lại cái quyền sống của con người và phát triển nó lên. Cho nên là phong trào thì có rất nhiều cái hoạt động ngay cả trên giảng đường hay là ở ngoài xã hội hay là trong lòng đồng bào, tất cả đó đã trở thành những cái mệnh lệnh của trái tim. Chúng tôi đi nó thẳng ra, đi ngang trên đi đầu của kẻ thù mà mình tiến lên phía trước mình cũng. Cho nên là những cái tinh thần đó bây giờ chính anh em sinh viên và thanh niên bây giờ đang tiếp tục phất cao cái ngọn cờ đó, và chúng tôi rất mừng là thấy thế hệ sau này đang tiếp tục và phát huy có những cái mới hơn, dấn thân vào trong cuộc đời, cho tổ quốc. Hình như bất cứ một cái thế hệ nào cũng vậy, thời gian trôi qua nó không làm thay đổi được một cái điều rất là dễ nhìn thấy, đó là tuổi trẻ bao giờ cũng là cái tuổi dũng cảm nhất, dám dấn thân nhất và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì con tim của mình. Cháu biết rằng ở thời kỳ của chú thì một người nghệ sĩ như chú sẽ phải chịu rất là nhiều những cái khó khăn trên cái con đường hoạt động của mình. Ví dụ như bản thân chú thì hoạt động phong trào sinh viên học sinh thì chắc cũng phải chịu những cái bắt bớ, những cái tra tấn rồi này kia, có không ạ? Vâng, đương nhiên những cái hình thức bắt bớ, tra tấn là làm cho nhục cái chí khí của con người thanh niên đi trong khi xuống đường, thì điều đó là kẻ địch thì thường hay sử dụng tất cả.
tháng 5 năm 1970, trong lúc tôi đang chuẩn bị một cái chương trình cho đoàn văn nghệ sinh viên học sinh Sài Gòn để đưa xuống biểu diễn tại Cần Thơ, tại Đại học Cần Thơ. Thì trong ngay lúc khoảng 3 giờ sáng, tôi đã bị cảnh sát vào bắt. Thì đúng 4 giờ đưa tôi vào tòa nhà cảnh sát Đô Thành, tức là bây giờ là sở công an đấy. Thì khi đi vào đó thì phải nói là họ bắt mình thay tất cả cái áo quần bình thường, em mặc bộ đồ tù vào, và cái tay mà ngồi coi như cái ngục ở đó, nó là mày mặc bộ đồ này tức là suốt đời đó mày, nghe đe dọa nó. Thì mình thấy những cái lời đe dọa đó, rồi cộng thêm mình thấy những cái cột song sắt ở trong nhà tù nó nhọn hoắt đâm lên, mình nghĩ đó như những cái chấn song của tư tưởng. Nhưng mà mình nghĩ một hồi rồi thì mình cũng cố lấy can đảm. Nhưng mà lúc đó thì họ đẩy tôi vào trong hai dãy casso, thì trong dãy casso đó phải nói là buổi chiều rồi buổi tối tôi không ăn được. Và mình cũng vừa trong lòng cũng vừa lo sợ, vừa nhớ nhà, nhớ người yêu, rồi cũng nhớ phong trào anh em ở bên ngoài đang đấu tranh như thế nào. Thì lúc đó tự nhiên tôi nghe một tiếng hát ở trong hai dãy nhà tù đó, thì hát cái câu đầu là hát cho dân tôi nghe. Trong lòng tôi thì tự nhiên mình thấy máu nóng nó bừng lên, mình phấn khởi. Thì lúc đó gần đến bữa ăn thì nghe một tiếng nói của một giọng nữ ở bên dãy casso bên kia, nói là anh sinh viên ơi, hãy ăn đi, vì vào đây là chúng ta còn chiến đấu dài. Trong lòng tự nhiên mình cảm thấy mình không có sợ những cái gì cả, và mình quyết chí mình đấu tranh. Thì một buổi sáng ngày 19 tháng 5, tôi nghe trong tù là cái dãy bên kia nói là các anh chị em ơi, chúng ta chuẩn bị để tối nay kỷ niệm sinh nhật của Bác Hồ. Trong lòng mình nó thấy nghĩa là trống ngực gì nó đánh lung tung, là tôi rất là mừng. Thì trong đêm đó tôi nghe những cái sinh hoạt và cộng lại những tháng ngày mình ở trong đó, nên là bao nhiêu hình ảnh những chiến sĩ cách mạng hay những người dân vô tội mà có những tư tưởng đấu tranh cho cái hòa bình, cũng nghĩa là tất cả những hình ảnh đó nó đều thôi thúc mình. Tôi quyết viết một bài hát trong tù. Tôi lấy cái tựa là hát trong tù ngay. Và ở trong tù thì các bạn biết đó là mình cũng không có giấy, có mực, có gì cả, đều chỉ có hai tay không, chỉ có trái tim và đầu óc. Thì tôi viết cái bài đó, tôi chọn một cách viết là mình viết rất ngắn, dễ nhớ. Tôi viết 5 câu. Mình trong hồi đó là mình cứ nghĩ 5 câu là 5 cánh sao, là trong suy nghĩ của mình. Rồi viết làm thế nào để mà mình tập ngay ở đó để cho người ta hát, chứ không thôi không có giấy có viết gì cả. Thì tôi viết chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí, đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí, trái tim này là gan đập tan lũ người bán nước, thân xác này là đồng ở trong có dòng máu đỏ, máu có đổ hôm nay sẽ thấm ngọn cờ ngày mai. Thì tôi viết xong bài đó thì ở trong tôi đọc lên, mới đọc lời thì nghe những tiếng vỗ tay, bắt đầu là tôi hát nghe thì ở trong người ta hát theo rồi cái bài chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí, đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí, trái tim này là gan đập tan luôn người bán nước, thân xác này là đồng ở trong có dòng máu đỏ, máu có đổ hôm nay sẽ thấm ngọn cờ ngày mai.
chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí. Đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí. Trái tim này là gang đập tan lũ người bán nước. Thân xác này là đồng ở trong có dòng máu đỏ. Máu có đổ hôm nay sẽ thắm ngọn cờ ngày mai. Chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí, đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí. Trái tim này là gang đập tan lũ người bán nước, thân xác này là đồng ở trong có dòng máu đỏ. Máu có đổ hôm nay sẽ thắm ngọn cờ ngày mai. Lao tù là nơi ta rèn tâm trí, đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí. Trái tim này là gang đập tan lũ người bán nương, thân xác này là đồng ở trong có dòng máu đỏ. Máu có đổ hôm nay sẽ thắm ngọn cờ ngày mai. Máu có đổ hôm nay sẽ thắm ngọn cờ ngày mai. Máu có đổ hôm nay sẽ thắm ngọn cờ ngày mai. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của các nghệ sĩ. Thưa quý vị, ngay sau khi được trả tự do sau hai lần bị địch bắt giam, vào năm 1972, nhạc sĩ Tôn Thất Lập vào chiến khu. Cuối năm 1973, nhạc sĩ được đưa ra Hà Nội và sau đó nhạc sĩ được cử qua Pháp nhằm vận động đồng bào Việt Kiều và trí thức miền Nam. Trong thời gian công tác tại Pháp, đúng đêm 30 tháng 4 năm 1975, khi nghe tin quê nhà hoàn toàn thống nhất, nhạc sĩ đã viết ca khúc Hướng về quê hương độc lập. Ca khúc đã được gửi về nước và đăng trên báo Nhân dân ngay sau đó, biểu thị cho tấm lòng của một người con với quê hương. Còn tại Pháp lúc ấy, ngay trong lễ mừng giải phóng, nhạc sĩ Tôn Thất Lập và nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo đã cùng song ca bài hát này với cây đàn guitar. Sau ngày thống nhất đất nước, nhạc sĩ Tôn Thất Lập như được chắp cánh trên con đường nghệ thuật với phương châm phải chấn thân để thấy được bản lĩnh của chính mình. Hát cho dân tôi nghe bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn của tình ca tuổi trẻ, của những cống hiến khát khao được xây dựng non sông to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Bản tình ca em hát cho anh
bên dòng cánh xanh, trời mây trong xanh và mát em xanh, tiếng hát ta làm vui cuộc đời. Có chúng tôi dựng xây cuộc đời. Tình ca đầu tiên ra đời trên biên giới, bản tình ca em hát cho anh bên dòng cánh xanh. Trời mây trong xanh và mắt em xanh, tiếng hát ta làm vui cuộc đời. Có chúng tôi dựng xây cuộc đời. La 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 la, nước đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xung phong. Tinh 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 tinh, nước tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng. Còn gì vui đẹp hơn con đường ra phía trước, triệu bàn chân bước bước đi lên dưới cờ đang quang vinh. Hơn công trong tim dần phá biên cương, hãy giữ yên màu xanh trong cuộc đời. Có chúng tôi cầm súng giữ cuộc đời. La 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 la, lúc đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xung phong. Tinh 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 tinh, nước tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng. La 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 la, nước đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xung phong. Tinh 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 tinh, nước tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta xung phong. Thank you.
xanh núi đó và yêu bao đồng lúa, chợt yêu anh lính trẻ nửa đêm đón chờ xuân, nhớ anh còn ven rừng ôm đàn ôm sau khi để lại dấu ấn với rất là nhiều những bài hát làm cho tất cả mọi người dậy lên tình yêu thương đối với đất nước, đặc biệt là lòng trách nhiệm đầy sự hy sinh, thì đất nước đã hòa bình. Và với trái tim của một người nhạc sĩ thì nhạc sĩ Tôn Thất Lập cũng đã có sự chuyển mình. Nếu mà nói tới cái giai đoạn sau khi mà đất nước đã hòa bình, chú sẽ nói gì về cái giai đoạn sáng tác của mình ạ? Dân tộc ta cũng như là thế hệ tuổi trẻ của tụi mình là trải qua một cuộc chiến tranh dữ dội ha, và hòa bình đã lập lại, thì chính những cái niềm vui ha, những cái hân hoan của con người, sự hồi sinh của đất nước thì sẽ làm cho trái tim chúng ta càng rắn rỏi hơn. Tuy nhiên kẻ thù đâu có để cho chúng ta yên. Thành thử sau khi tận hưởng những không khí hòa bình thì đất nước cũng bắt đầu đi vào một cái cuộc chiến đấu lại, một cái mặt trận thứ hai là cái chiến tranh biên giới ở Tây Nam và ngoài Bắc, Việt Bắc. Đó, thì trong khi chúng ta đang hưởng những cái niềm vui đó thì tôi viết cái bài Tình ca mùa xuân là ca ngợi cả một cái thanh niên đang đi vào xây dựng, và đặc biệt cũng là cảnh giác là cũng đứng lên để rồi giữ yên cái biên giới. Trong chiến tranh biên giới tôi cùng cảm xúc tôi viết cái bài Tình ca tuổi trẻ. Tất cả đất nước đều, thanh niên đều hát ca và khoác tay nhau là cương quyết giữ yên những cái bờ cõi, cho nên là Tình ca tuổi trẻ nó cũng ra đời sau Tình ca mùa xuân, trong không khí mà hòa bình lập lại, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu và chiến đấu để mà xây dựng để phát triển đất nước như ngày nay. Là lãng mạn trữ tình nhưng mà vẫn không quên cái trách nhiệm đối với đất nước, đúng không ạ? Một cái bản tình ca mới, bản tình ca lúc này là có cả cái riêng và cái chung hòa quyện lại với nhau. Hôm nay được gặp chú, cháu cũng muốn hỏi là hình như chú là một cái người nhạc sĩ được đi rất là nhiều nơi,
và chú cũng có ý định là đưa những cái nơi chốn mà chú đi vào trong các tác phẩm của mình, phải không ạ? Vâng, chính không phải mình muốn đưa vào đâu, nhưng mà những cái địa danh, những cái nơi mà chúng tôi đã đi qua nó gây nên những cái cảm xúc mới cho những cái sáng tạo của mình, cho nên là những cái cảm xúc đó thì nó bừng lên trong những năm 70 của thế kỷ trước. Tôi được cử đi qua Pháp. Tôi nhớ là một cái buổi chiều nắng vàng ở nước Pháp, nó đang ở Paris đang trỗi dậy, nó không bao giờ nó tắt mà nó nắng vàng, nó đẹp rực rỡ lắm. Thì tôi đi Nga, tôi đến viếng nhà của Bác Hồ ở, thì cái chỗ Bác ở trong những năm tháng Bác hoạt động cách mạng đó, thì tôi thấy là có những cái dòng người, người ta vừa đi qua đó, đi như là trong những cái thước phim quay chậm, và những người đó là cũng đủ các cái năm châu, là tất cả mọi phương hướng ở đâu trong trên trái đất này đều quay về trở về ngưỡng mộ những cái nơi của Bác Hồ. Tôi nhìn vào bên trong thì tôi tưởng tượng, và anh bạn đi cùng tôi nói là đó là sự thật chứ không phải là tưởng tượng, tức là mình vẫn còn thấy viên gạch hồng của Bác Hồ mà sưởi ấm trên bên cái lò sưởi trong những ngày mà chưa mất điện. Tôi ghi nhận tất cả những ý tưởng đó, tôi chờ những cái cảm xúc bùng nở vỡ hòa lên thì tôi mới hình thành. Thì cách đây mấy năm rồi là đất nước mình đang tổ chức những cái kỷ niệm Bác Hồ, thì vận động sáng tác làm theo tư tưởng Bác Hồ đó. Tôi nhớ lại cái chi tiết đó, tôi viết thành cái bài là Ngõ Công Quan ở Pháp. Nhưng mà phải nói rằng là một trong những cái bài hát mà bản thân Tùng rất là yêu quý và của nhạc sĩ Tùng Thất Lập, và Tùng tin là nhiều khán giả của HTV cũng yêu quý nữa, đó chính là Trị An Âm Vang Mùa Xuân. Chú biết không, tại vì là con nít và đặc biệt là giới trẻ thì rất là thích nhạc sôi động. Và cái bài hát này là một trong những cái bài hát rất là sôi động vào thời đó. Đúng rồi. Dạ. Rất là nhiều những cái ca sĩ, ví dụ như là chị Ngọc Ánh nè, rồi chị Phương Thanh nè, là hát rất là thành công, làm sôi động cái giới gọi là truyền hình vào cái thời điểm đó. Thậm chí là nhà văn hóa thanh niên cũng một thời hát rất là nhiều. Thì cháu có để ý là trong cái bài hát này và nhiều bài hát khác của chú á, có rất là nhiều địa danh mà thật ra cháu không biết. Ví dụ như bản thân cháu vào thời điểm đó độ khoảng mười mấy tuổi là không hề biết Trị An ở đâu. Tôi cũng có như mọi người nghệ sĩ khác, những anh em nhạc sĩ khác là muốn đi khắp nơi, luôn luôn là đi chứ không phải là đứng tại chỗ. Thành thử là những cái địa danh đó, ví dụ như bài Trị An Âm Vang Mùa Xuân, thật sự ra là tôi được xúc động cái khi mà được dự cái lễ khởi công ở trên công trình Trị An. Vì ở đó hồi trong thời chiến tranh chúng tôi có đóng quân ở một cái vùng gần cái Mã Đà, cho nên là ban đêm mình nghe những cái tiếng thác nó reo reo. Và tôi nghĩ rằng ngày mai khi mà chúng ta được, nếu chúng ta chiến thắng, chúng ta hòa bình, thì đất nước chúng ta sẽ xây dựng ở đó một cái công trình để là du lịch. Và không ngờ thì đó, hồi đó là đất nước mình hòa bình xong rồi, thì chính những cái đầu óc của những nhà lãnh đạo đã làm xây dựng lên những cái công trình thủy điện để mà tạo những cái điều kiện để phát triển dân tộc. Thế này mình thấy cái bài Trị An Ban Mùa Xuân đó, nó thứ nhất là về những cái yêu cầu của nó về phải sáng tác để làm gì. Nhưng mà thứ hai nữa là thời lúc bây giờ có những cái đoàn của Cộng hòa Dân chủ Đức qua này, rồi ở Liên Xô qua Việt Nam, qua Sài Gòn, tạo nên cái không khí âm nhạc, cái thể loại pop rock mới nó phát hiện. Thành tôi nghĩ rằng Việt Nam mình phải có cái loại rock riêng của mình. Cho nên là tôi sáng tác bài đó là hai mục đích. Một, nói về nội dung để thúc đẩy phản ánh thực tế. Nhưng mà cái thứ hai nữa là về âm nhạc, chúng ta phải bắt đầu hình thành những cái sáng tạo, những công trình để mà làm nên những phong trào nhạc mới của tuổi trẻ. Cho nên bài hát nó ra đời thì thanh niên người ta
hưởng ứng ngay đó, thành một phong trào. Rồi cái thời kỳ mà mình kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là lần trước đó là nữa. Cái dịp thứ hai là cái 300 năm thành lập Thành phố Hồ Chí Minh thì cái không khí đó lớn lắm. Dạ. Và tôi suốt cả một tháng đó là như những ngày hội á, tình tôi cảm hứng, tôi viết một bài là cũng là cái ba hãy thắp lên 300 ngọn nến là 300 năm, thì cái những bài hát này được cái giới trẻ như là những là cái thế hệ của Lam Trường yeah, rồi Phương Thanh, rồi đó, những yeah. thế hệ đó họ hát lên đúng là cái ngôn ngữ của họ, đúng là cái nhịp thở của họ, họ hát lên những cái bài đó, thành thử tôi biết là những cái địa danh nó đều có gắn liền với những cái sự kiện lịch sử ở trong đó mà. Yeah. Và thì rõ ràng là với hai cái thời kỳ khác nhau, thưa quý vị, ở thời kỳ đầu tiên thì bản thân Tùng gọi đó là ý nghĩa của cái thời kỳ tình ái quốc. Wow. Cái trái tim của một cái người trẻ đứng trước vận mệnh của đất nước, của quê hương, muốn kêu gọi tất cả đồng bào hãy cùng nhau tiến lên phía trước. Đến thời kỳ thứ hai dựng xây đất nước, đó là nghĩa nước non. Đưa tất cả, đi tất cả mọi nơi trên đất nước và biến tất cả mọi nơi trên đất nước trở thành một phần của máu thịt, và muốn biến tất cả những nơi đó trở thành những cái địa điểm được thăng hoa trong tác phẩm. Đó là hai thời kỳ rất đẹp, và những thời kỳ đó nó vẫn còn tiếp diễn tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay, trong cuộc trò chuyện này.
câu chờ mong ấm vang dòng sông, một tình nước non thắm trong lòng ai, sáng trong lòng người. Lặng nghe gió lặng nghe nước reo thắm trong lòng ta giấc mơ rực rỡ. Dòng đường thắp lên sáng trong lòng anh, sáng trong lòng điện âm vang từ chiều con tim, dòng điện mênh mang từ ngàn khối âm, dòng điện mê say gọi ngày tương lai, dòng điện bao la gọi đời. Bay xa sáng lên mặt hồ bao nhiêu tình người trong ta tình người bao la. Dòng điện trong ta gọi đời bay xa. Lại chiến khu ghé qua Thường Lan hay qua Lạc An, một trời nước non Tân Uyên chờ ai sương bay mà đà. Dòng điện xa lòng ta xóa bao nhọc nhằn, lặng nghe nước reo ấm vang mùa xuân ước mơ rực rỡ. Dòng điện sáng lên sáng trong tim em, sáng trong ngày mai. Dòng điện âm vang từ chiều con tim, dòng điện mênh mang từ ngàn khối óc, dòng điện mê say gọi ngày tương lai, dòng điện bao la gọi đời ơi. Bay xa sáng lên mặt hồ bao nhiêu tình người trong ta tình người bao la. Dòng điện trong ta gọi đời bay xa. Như câu hát mãi bay xa, như ánh sáng cháy trong ta. Con tim hãy thắp lên
từ trong huyền thoại. Hãy thắp lên vì ngày tương lai, hãy thắp lên tình yêu cuộc đời. Đêm ánh sáng ngọn nến lung linh, đêm ánh sáng thành phố mênh mông. 300 năm về trong một ngày, 300 năm người đã về đây. 300 năm đàn chim rợp trời, 300 năm ngàn năm tuyệt vời. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập bắt đầu cuộc đời mình bằng chiến sĩ đấu tranh bằng vũ khí âm nhạc. Từ những năm tháng, cuộc đời xanh ảo tưởng, chết theo trăng ngày xưa, tìm theo tình quay mặt, buồn theo mây chiều mưa. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập đã dám đứng lên xúc vũ khí âm nhạc và xuống đường hát cho đồng bào tôi nghe. Một chiến sĩ song trận với một niềm tin son sắt chiến thắng. Và niềm tin son sắt ấy đã trở thành nguồn nguyên liệu cảm hứng để ông viết lên Trị An âm vang mùa xuân khi công trình chỉ mới khởi công vẫn còn bộn bề và ngổn ngang. Nhưng ông vẫn cảm nhận được gió reo, nước reo với ước mơ dạt dào và một giấc mơ trực sáng. Với trực quan nghệ sĩ, ông đã dự báo được nhu cầu về tiết tấu sôi động của công chúng thưởng thức âm nhạc. Ông tiếp tục sở trường viết tình ca như thuở ban đầu đến với âm nhạc. Nhưng những tình khúc của ông ở giai đoạn này đã có nhiều suy tư, trăn trở hơn thời phố ca của thập niên 60 thế kỷ 20. Hầu hết những tình khúc trong giai đoạn này, cái tôi trữ tình dường như đã được hòa quyện vào tình yêu đất nước, con người một cách đầy chia sẻ. Hay ngay cả khi viết những bản tình ca mộc mạc nhất, thì đằng sau mỗi sáng tác mang đầy trách nhiệm của một người nhạc sĩ vốn có trái tim nhạy cảm với thế sự thời cuộc. Bởi với người nhạc sĩ hào hoa ấy, tình yêu với âm nhạc, với cuộc đời là mãi mãi. Em 20 tuổi, em là đàn. Em 20 tuổi, em là mưa. Một hôm mây trắng, bỗng nhớ tiếng hát em. Đầu thập niên 90, những giai điệu rộn ràng trẻ trung này đã khuấy đảo thị trường âm nhạc Việt Nam. Những giai điệu ấy được viết nên bởi các nhạc sĩ nổi tiếng. Họ tập hợp với nhau trong nhóm Những Người Bạn. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập cũng là một thành viên trong số này. Mở đầu cho cái thập niên 90 là 91. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mà có thể nói là âm nhạc của thành phố Hồ Chí Minh là hầu như là những cái ca khúc đã bị những ca khúc hải ngoại lấn át rất nhiều, không có sân khấu nào hát bài của những người trong nước cả. Anh em chúng tôi là
cũng đã là chơi thân với nhau từ những ngày giải phóng đến giai đoạn đó. Thì một hôm thì các anh có ý tưởng lập ra một cái nhóm gồm có 7 người bạn, căn cứ theo độ tuổi mà xếp hạng. Thì lớn nhất là anh Trịnh Công Sơn, gọi là anh Hai. Anh Tôn Thất Lập thì gọi là anh Ba. Anh Trần Long Ngẩn gọi là anh Tư. Hồi đó là anh Thanh Tùng gọi là anh Năm. Từ Huy gọi là anh Sáu. Nguyễn Ngọc Thiện là anh Bảy. Anh tôi là Úc, Nguyễn Như Hiền. Âm nhạc của nhóm những người bạn thực ra là chọn một cái khuynh hướng là cũng mang một cái chất gì của thời đại, không phải gì đó thì trẻ trung, phù hợp với cái lớp trẻ. Cái vai trò của anh Tôn Thanh Lập trong nhóm những người bạn, anh cũng rất kín kẽ về vấn đề cái tính chất hoạt động của anh em, anh giống như chính quỹ. Có nghĩa là anh Sơn thì là rất là phóng khoáng rồi, nhưng mà anh rất là cũng là kính nể anh Tôn Thanh Lập. Tuy là Thanh Lập đàn em thôi, nhưng mà cái tính chất của Tôn Thanh Lập là cũng là một người điềm đạm đấy, nhưng vẫn rất là hòa nhập với nhiều lứa tuổi trong sáng tạo âm nhạc cũng vậy. Có thể nói trong những cái hoạt động của nhóm nhạc sĩ những người bạn thì bao giờ tiếng nói của anh cũng là nên đưa ra coi thử như thế nào về những cái vấn đề như thế này. Cùng với các ca khúc của các nhạc sĩ khác trong nhóm những người bạn, các tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Tôn Thất Lập thời kỳ này như Mưa Thì Thầm, Cô Bé Dễ Thương, Trò Chơi, Tình Yêu Mãi Mãi, Nụ Hôn nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng trẻ cũng như những nhận định tích cực của truyền thông, đưa tên tuổi của các ca sĩ trẻ ngày ấy đến gần hơn với công chúng yêu nhạc. Em thì thầm là em rất gần, tình như không nói là tình chấm nắng. Khi mà đất nước thống nhất rồi thì chúng tôi cũng chờ đợi ở nhạc sĩ Tôn Thất Lập những cái sáng tác mới. Thì không hiểu là trong cái giai đoạn này thì anh ấy sẽ viết như thế nào. Thì cũng thật bất ngờ là khi mà nhóm những người bạn ra đời, mà riêng trong cái nhóm những người bạn có một cái tiêu chí là nâng đỡ những ca sĩ trẻ, cho nên những cái bài này được các ca sĩ trẻ hồi đấy hát và nó lan rộng rất là nhanh. Và thật ra đối với tôi và những người làm báo viết về âm nhạc thì cũng rất là bất ngờ đối với cái sự gọi là thích ứng nhanh của anh Tôn Thất Lập trong cái giai đoạn này. Chúng mình được may mắn khi gặp chú vào năm 1992, khi mình còn là một cô bé 15 tuổi, mấy tháng thôi, còn thiếu 10 tháng để có thể đăng ký cuộc thi tiếng hát truyền hình. Nhưng mà mình vẫn quyết tâm đăng ký. Khi mà mình đứng trên sân khấu, mình nhìn xuống, mình thấy chú nhìn mình như là muốn khích lệ rằng là con cứ hát đi, con tự tin hát đi. Cái điều này làm cho mình nhớ mãi. Và sau cuộc thi thì mình được chú và các chú nhạc sĩ khác, gồm 8 nhạc sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, đã cùng mở một cái quán nhạc sĩ ở đường số 7, ở số 7 đường Nguyễn Văn Chiêm, và mình được mời về đó để hát. Cả một cái khoảng thời gian đó là những cái khoảng thời gian mà các chú cho mình những bài tập để mình trưởng thành hơn lên rất nhiều, để có một ca sĩ Thu Minh có nhiều cái kỹ năng, cũng giống như là cái sự một giọng hát bền bỉ qua năm tháng để đạt được cái vị trí và lòng tin yêu khán giả như bây giờ. Con thật sự mang ơn chú và các nhạc sĩ. Thật sự khi nói những lời này con rất xúc động. Trải qua nhiều năm rồi, nhưng mà những lời khuyên và sự động viên tinh thần, cũng như rằng là những tình cảm ấm áp mà chú Tôn Thất Lập như các chú đã dành cho con trong những ngày tháng đó, đã, đang và sẽ luôn là một hành trang để con tiếp tục cái cuộc hành trình trong con đường sự nghiệp âm nhạc của mình.
thì thầm là mưa rất xa, trời không nắng khi vương mây qua. Em thì thầm là em rất gần, tình như không nói là tình trăm năm. Mưa dịu dàng hàng cây đứng yên, mùa thu tới lá vàng nghiêng nghiêng. Em dịu dàng tình anh bão bùng, tóc mây như trời gió lộng tình trăm. Này cô em bé nhỏ xinh, chờ ai em ngồi một mình? Buồn không em có buồn không? Cho anh
anh ngồi đợi nhé. Nhà ai hoa leo thật cao mà em hoa thì thật gần, là chiếc nơ xinh trên bờ vai, nhìn anh chiếc nơ mỉm cười, bím tóc vẫn làm ngơ, anh thấy buồn vu vơ. Lại đây em sẽ đền cho, đền anh mấy viên kẹo nhỏ, ngậm cho môi cũng làm duyên, như khi anh đền cho em đó. Nụ hôn ôi sao lạ ghê, ngọt thơm hơn viên kẹo nhỏ, mà sao không cho người ta, để mai có khi kẹo già có mất mát gì đâu, thật dễ ghét không nào. Chờ ai, em đang chờ ai, mà anh đến em như như chẳng thấy. Rồi anh đi xa xa thật xa, lòng em mong xót xa nên tìm mãi. Giọt sương lung linh trên hàng mi, giọt sương giấu trong tim bao điều chi. Tình yêu em trong như giọt sương, thấy em cười rồi mà bím tóc vẫn làm ngơ, đã thấy em đợi chờ mà đôi mắt như ngủ mơ. Anh tu ti ra cái gì ra cái này, anh tu ti ra cái gì ra cái này. Em ra cái kéo cắt tình vu vơ, anh ra phong thư gửi tình thương nhớ. Đền em đi nhé thua rồi làm ngơ, đền em một đoạn bài thơ chung tình. Anh tu ti ra cái gì ra cái này, anh tu ti ra cái gì ra cái này. Em ra cái búa đánh đòn anh gian, anh ra cái kim tặng em may áo. Ngày nay thôi anh để về khâu cuộc tình. Oanh tu ti ra cái gì ra cái này, oanh tu ti ra cái gì ra cái này. Em ra mái tóc chói đời anh luôn, ra đôi tay vòng quanh em mãi. Tình yêu đâu có ai trong tay đâu, thua hơn thôi kệ cho nhau một đời. Anh tu ti ra cái gì ra cái này, anh tu ti ra cái gì ra cái này. Em ra đôi mắt để nhìn anh thôi, anh đang mơ em và nhìn thế giới. Cùng ra đôi mắt ta huề nhau đi, cầu cho nhân loại cùng chơi tu ti. Cho anh bài thơ cuối cùng, dù ngày mai có sống trong chờ mong. Anh sẽ hát cho em bài ca chia ly, dù đêm nay còn sống bên nhau. Rồi một ngày ta xa cách nhau, hãy yêu nhau như trong tình đầu. Vì một ngày ta thương mến nhau, khắp tình cầu, khắp tình cầu, dù đi bao lạnh giá, dù đi lạnh giá. Rồi một ngày ta không có nhau, chiếc hôn xưa trên môi ngày nào còn đọng lại những chiếc lá non.
anh sẽ viết cho em bài thơ bắt đầu. Dù tình yêu đó sóng xô về đâu, em sẽ hát cho anh bài ca đêm nay, một đêm thức dài đến mai sau. Giờ một ngày ta xa cách nhau, chiếc hôn qua trên môi ngọt ngào, vì cuộc tình như chiếc lá non trái đất tròn, quay trong tim nỗi nhớ. Và một ngày ta thương mến nhau, khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu, vì cuộc tình như chiếc lá nâu, tình yêu sẽ xóa thương đau. Chiếc lá non trái đất tròn, trái đất tròn, quay trong tim nỗi nhớ. Và một ngày đã thương mến nhau, khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu, vì cuộc tình như chiếc lá non, tình yêu sẽ xóa. Ra từ phong trào hát cho đồng bào tôi nghe, nhạc sĩ Tôn Thất Lập đã kinh qua nhiều vị trí, giữ nhiều vai trò trọng trách. Ông nguyên là Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, tổng biên tập tạp chí Âm nhạc Việt Nam. Và dù ở cương vị nào, vai trò nào, người nhạc sĩ ấy vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Ghi nhận những đóng góp ấy, vào năm 2007, ông vinh dự được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Và phần thưởng cao quý hơn cả, đó chính là tình yêu thương của đông đảo khán giả nhiều thế hệ dành cho nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập là một nhạc sĩ mà đã rất là nổi tiếng từ cái thời mà còn sinh viên ở trong chế độ thì chưa giải phóng miền Nam. Anh đã có những cái hoạt động trong cái hát cho đồng bào tôi nghe rất là nổi tiếng bằng những tác phẩm như là hát cho dân tôi nghe rồi giải phóng đất nước ấy, thì sao anh lại được ra, đặc biệt là sao anh lại cùng học cùng thầy với tôi, mặc dù là anh học trước là thầy giáo sư Trung Minh, cùng học một thầy, một người anh đáng kính, một người đồng nghiệp, và thậm chí có thể là một tôi cũng học được anh rất là nhiều trong cái sáng tác, đặc biệt là những sáng tác của anh rất là nhẹ nhàng dịu dàng nhưng mà rất là thấm nhuần trong cái đó. Rồi sau này lại cùng trong hội nhạc sĩ, anh đã là phó chủ tịch hội nhạc sĩ và tổng biên tập tạp chí Âm nhạc Việt Nam, là một người có thể là trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn làm công tác âm nhạc rất là hiệu quả. Mặc dù bây giờ tuổi cao thì anh vẫn tham gia những cái công tác của hội nhạc sĩ bây giờ, và đặc biệt là anh còn lại là làm công tác văn hóa nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh, lúc đấy của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đấy, bây giờ gọi là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trước là Sở Văn hóa Thông tin ấy. Thì rất có hiệu quả, anh đã là cán bộ của sở và là một nhạc sĩ mà luôn là gây được những cái ấn tượng phong trào cho lớp trẻ, và đặc biệt anh tham gia cái nhóm những người bạn gồm các nhạc sĩ rất nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh như là Thanh Tùng, Trịnh Công Sơn, rồi cái nhóm đó lúc đấy có thể nói là rất nổi tiếng và chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Thì là đấy là những cái đóng góp của anh rất là lớn trong phong trào, và sách của anh cũng như là những ca khúc của anh luôn luôn bây giờ là được các thế hệ trẻ lấy đó là như là một cái mang cái tính sư phạm rất là cao để cho giới trẻ được học tập một cách là gián tiếp, tức là từ ca khúc của anh, từ những cái bản nhạc của anh, từ tác phẩm của anh, học tập cái lớp trẻ bây giờ là viết
một cách rất là bài bản, cũng như là có những người không phải vào trường học nhưng mà thông qua ca khúc của anh họ cũng học được rất là nhiều. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập có thể nói là một người con của Huế, và anh đã vào trong miền Nam sinh sống, và đặc biệt là từ phong trào sinh viên cho tới bây giờ anh vẫn luôn hoạt động rất là tốt và có những cái sáng tác rất là hay. Một người có thể xứng đáng là đã đóng góp cho cái kho tàng âm nhạc của dân tộc ta nói chung, và đặc biệt là cho hội nhạc sĩ là những cái tác phẩm rất có giá trị về âm nhạc. Hôm nay cháu rất là muốn thay mặt cho khán giả truyền hình hỏi chú là với ba cái giai đoạn sáng tác của mình nha. Thứ nhất là giai đoạn đầu tiên, giai đoạn hát cho dân tôi nghe. Đến giai đoạn xây dựng đất nước là giai đoạn tình ca tuổi trẻ. Đến với giai đoạn thứ ba, tình yêu mãi mãi. Thì đâu là cái giai đoạn mà chú tâm đắc nhất trong những cái giai đoạn sáng tác của mình ạ? Thật sự ra trong mỗi ngày nhạc sĩ sáng tác hay là riêng tôi thì giai đoạn nào hay là bài ca hát nào nó cũng đều có cái ý nghĩa và cái sự rung động và cái giá trị nó như nhau cả. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi một giai đoạn nó có những cái cách biểu hiện nó khác nhau. Và nó phù hợp với ca mỗi ngày một sáng tạo, một mới hơn đối với công chúng. Cho nên tôi cũng xin nhắc lại là trong cái giai đoạn đầu là hát cho đồng bào tôi nghe đó, là trước đó thì nó phải có cái khởi đầu là nó có một cái giai đoạn phố ca nè, nhưng mà cái đó nó không phổ biến sâu rộng. Khi trở thành phong trào, khi cái phố ca mà nó thâm nhập vào thực tế, nó đi vào cuộc sống thì nó trở thành cái hát trong đầu tôi nghe thì nó rộng rãi hơn. Và nó tiến đến, nó phát triển dần dần đến qua tình ca mùa xuân, tình ca tuổi trẻ cho đến bây giờ đó. Đó là tác phẩm nào thì mình cũng đều có gửi gắm, mình có tâm huyết sáng tạo trong cái hoàn cảnh riêng của từng tác phẩm đối với giai đoạn lịch sử. Riêng cháu thì cháu cảm thấy là giai đoạn nào cũng thấy một Tôn Thất Lập rất là trẻ trung. Cái trẻ trung của hát cho dân tôi nghe là cái trẻ trung hừng hực khí thế của sinh viên học sinh. Cái trẻ trung của thời kỳ thứ hai xây dựng đất nước là cái trẻ trung của một cái trách nhiệm mà ham muốn được xây dựng, được đóng góp. Và cái trẻ trung của thời kỳ thứ ba nó nồng nàn hơn, một cái tình yêu đẹp như một bông hoa nở rực rỡ. Và cháu cảm thấy trái tim chú hình như là không bao giờ già nua. Tới bây giờ mà cháu nghĩ mà chú viết tiếp thì chắc là cái trái tim trẻ trung nó vẫn còn nguyên si như vậy, đúng không ạ? Và vào lúc này thì cháu rất là muốn cái trái tim trẻ trung đó sẽ có đôi lời với những người khán giả đã yêu quý chú và đã theo dõi chú trong suốt khoảng thời gian dài với những cái bài hát mà chú đã đóng góp cho âm nhạc Việt Nam ạ. Thực sự là mỗi một tác giả khi tác phẩm của họ đã nổi tiếng, đã trưởng thành, đã hình thành được cái riêng của những tác giả, những cái nét riêng của tác giả thì nó đều phải gắn liền với một cái thực tế, gắn liền với công chúng, gắn liền với xã hội, gắn liền với đất nước. Rất là cảm ơn khán giả, cảm ơn HTV và cũng như cảm ơn tất cả mọi người đều đã yêu mến những tác phẩm của mình. Cảm ơn các ca sĩ, từ những ca sĩ trong thời đại mình cho đến ca sĩ trẻ bây giờ và những cái thế hệ tương lai đều vẫn còn hát những cái bài hát của tôi. Thì chính là mình cảm ơn tất cả những cái đó đã hình thành nên, tạo nên những cái điều kiện của một tác giả trở thành một con người của công chúng. Xin chúc hạnh phúc của tôi đối với mọi người qua cái chương trình hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và cháu cũng xin được phép đại diện cho khán giả yêu nhạc chúc sức khỏe cho chú. Và hy vọng là chú vẫn sẽ viết tiếp những cái bản tình ca thật hay để mà tụi cháu vẫn có thể nghe tiếp được bản tình ca tuổi trẻ của chú dài dài trong thời gian sắp tới cùng với khán giả của HTV. Còn quý vị khán giả truyền hình thân mến, ngày hôm nay khi mà Tùng được đại diện quý vị cùng ngồi trò chuyện với nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Tùng nhận ra rằng đây là một trái tim vẫn rất trẻ. Sự trẻ trung đó trải dài qua những năm tháng sáng tác, và cho dù đó là giai đoạn nào đi chăng nữa cũng để lại trong khán giả những suy nghĩ về một trái tim có trách nhiệm với cuộc sống. Đã là người Việt và lớn lên ở trên đất nước này,
được học tập và trưởng thành ở đất nước này, chắc chúng ta sẽ không bao giờ quên được những bài hát mà nhạc sĩ cùng với những đồng đội của mình đã viết. Có thể chúng ta không có được sống trong những ngày tháng lịch sử đó, nhưng chúng ta được lắng nghe, được hát những ca khúc đó để chúng ta biết rằng chúng ta là người Việt. Và những ca khúc của Hát cho dân tôi nghe sẽ còn sống mãi với những người trẻ Việt Nam. Hy vọng rằng học sinh, sinh viên Việt Nam mãi mãi sẽ có một trái tim như thế để Hát cho dân tôi nghe sẽ mãi mãi sống với người Việt Nam. Hát âm u trong đêm, buôn cánh tay đang dậy lên. Hát cho anh công nhân, xin xích như mây tan hoa. Hát cho anh nông dân, bỏ ngày thơ tiếng lo ban. Ngày nào thanh thang dân đứng lên và xìm nô lệ. Ngày nào hiên ngang ta cùng nhau đứng chung đồng bào. Dành lại dòng sông này cho lúa chín khắp đồng ruộng. Dành lại thành phố đó bàn tay nâng cao hòa bình. Ngày nào đời không yên vui nên rừng hoa không quen người rồi. Còn lại dòng sông này cho máu vẫn khắp đồng xanh. Còn lại thành phố đó Việt Nam nâng cao hòa bình. Hát cho sông không sâu, cho tiếng kêu đò thật gần. Hát cho đêm qua lâu, cô lái đưa người vào bờ. Hát sâu trong xa xưa, tiếng hát trong vương hồng thơ. Hát vang danh lam sơn, người cũng như mây ngàn non. Hát cho trăm năm son, sự vàng cũng biết mọi thơ. Hát âm u trong đêm, muôn cánh tay đang dậy lên. Hát cho anh công nhân, xin xích như mây tan hoa. Hát cho anh nông dân, bỏ cày ra tiếng hoa vàng. Ngày nào thanh thang dân đứng lên và xin nô lệ. Ngày nào hiên ngang ta cùng nhau đứng chung đồng bào. Dành lại dòng sông này cho lúa chín khắp đồng xanh. Dành lại thành phố đó bàn tay nâng cao hòa bình. Cho máu vẫn khắp nước xanh, còn lại thành phố đó Việt Nam nâng cao hòa bình. Hát cho sông không sâu, cho tiếng kêu đò thật gần. Hát cho đêm qua lâu, cô lái đưa người vào bờ. Hát sâu trong xa xưa, tiếng hát trung vương hồng thơ. Hát vang danh Lam Sơn, người cũng như mây ngàn non. Hát cho trăm năm son, sự vàng cũng biết mọi thơ. Hát cho trăm năm son, sự vàng cũng biết mọi thơ. Thật nồng nhiệt cho ca khúc Hát cho dân tôi nghe. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của các nghệ sĩ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện Bệnh viện Quân y 175, đại diện Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi tặng những bó hoa tươi thắm để thay cho lời chúc mừng đêm nhạc ngày hôm nay được thành công tốt đẹp gửi đến nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay. Và nhạc sĩ Tôn Thất Lập sẽ trao tặng những bó hoa tươi thắm gửi đến các nghệ sĩ để thay cho lời cảm ơn. Kính thưa quý vị, Hát cho dân tôi nghe, một ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Tôn Thất Lập cho đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và nó lại được làm mới hơn ở mỗi thế hệ nghệ sĩ. Và sẽ giống như tác phẩm của mình, tên tuổi của ông cũng sẽ được nhắc mãi với nhiều thế hệ công chúng yêu nhạc. Và chúng tôi cũng xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện vô cùng quý báu của tất cả quý vị đại biểu, quý khán giả đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.